Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Lực lượng phòng vệ Israel IDF chiều ngày 2 tháng 10 xác nhận tổn thất đầu tiên về nhân lực tại chiến trường Liban, đồng thời công bố thiệt hại do cuộc tập kích tên lửa của Iran tối ngày 1 tháng 10 gây ra. Trong khi đó, phong trào Hezbollah tuyên bố tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào Israel. Thông báo của quân đội Israel cho biết, quân nhân tử trận là đại úy Eitan Isaac Oster, chỉ huy đơn vị biệt kích IGOS, lực lượng tiên phong trong chiến dịch đột kích vào Liban. Sĩ quan này thiệt mạng trong cuộc đụng độ trực diện với các tay súng Hezbollah tại một ngôi làng phía nam Liban. Trong khi đó, Hezbollah khẳng định các tay súng của nhóm này đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 2 sĩ quan và bắn trọng thương 18 binh sĩ khác của lực lượng chiếm đóng. Hezbollah cũng tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa chính xác vào Israel trong những giờ qua, gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận Hezbollah đã phóng khoảng 150 quả tên lửa vào nước này. Cuộc tấn công mới nhất được ghi nhận vào chiều ngày 2 tháng 10 với khoảng 40 quả tên lửa được bắn đi từ phía nam Liban, tấn công khu vực Safed ở phía bắc Israel. Trước cuộc tập kích này, Hezbollah bắn tổng cộng khoảng 100 quả tên lửa vào Israel, trong đó có khu vực Galilee và vịnh Haifa. Các cuộc tấn công không gây thương vong nhưng khiến còi báo động liên tục vang lên tại nhiều thị trấn và khu dân cư gần biên giới Liban. Về cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel diễn ra vào tối ngày 1 tháng 10, IDF cho biết, cuộc tấn công làm hư hại một số công trình căn phòng và khu vực bảo dưỡng trong một số căn cứ không quân, nhưng không gây thương vong và không ảnh hưởng tới hoạt động của các căn cứ. Toàn bộ các chiến đấu cơ, máy bay không người lái và phương tiện bay khác trong tất cả các căn cứ không bị hư hại, cho phép IDF mở thêm hàng loạt đợt không kích mới vào phía nam Beirut trong đêm 1 tháng 10 và sáng ngày 2 tháng 10. Trong một diễn biến khác, cơ quan y tế Palestine tại dải Gaza chiều ngày 1 tháng 10 cho biết, các cuộc không kích liên tiếp của Israel vào Gaza trong ngày 2 tháng 10 đã khiến 79 người tử vong và 200 người bị thương. Phần lớn thương vong là dân thường. Giới chức y tế Palestine cáo buộc quân đội Israel lợi dụng sự tập trung của dư luận quốc tế vào chiến trường Liban và căng thẳng Israel và Iran để đẩy mạnh các cuộc tấn công tội ác vào Gaza và thảm sát người Palestine. Phát biểu với báo giới ngày 2 tháng 10, Tổng thống Biden đã bác khả năng Israel tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhắm tới các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Tổng thống Joe Biden, lãnh đạo các nước G7 đều nhất trí rằng Israel có quyền đáp trả nhưng cần thực hiện một cách thích hợp. Tổng thống Biden cho biết, các quan chức chính quyền của ông đã liên lạc với phía Israel sau cuộc tấn công của Iran ngày 1 tháng 10 nhằm thảo luận các bước tiếp theo. Tổng thống Biden cũng cho biết ông hy vọng sẽ sớm có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Iran ngày 1 tháng 10 đã phóng gần 200 quả tên lửa vào Israel và hành động này diễn ra không lâu sau khi Mỹ cảnh báo Israel về một cuộc tấn công của Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gọi hành động của Iran là một sự leo thang đáng kể, mặc dù cuộc tấn công đã bị đánh bại và không hiệu quả. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Iran được thực hiện sau gần một năm diễn ra xung đột giữa Hezbollah và các lực lượng Israel dọc biên giới giữa Israel và Liban. Cuộc xung đột này diễn ra song song với cuộc xung đột ở Gaza và đã khiến Hezbollah suy yếu sau khi Israel phá hủy hầu hết các cơ sở chỉ huy của nhóm này trong tháng qua. Thưa quý vị, cuộc tấn công trên bộ của Israel và Liban đang làm nổi bật thực tế chiến lược mới. Đó là nước Mỹ từng hùng mạnh, giờ đây bất lực trong việc kiềm chế đồng minh hoặc gây ảnh hưởng đến các bên tham chiến lớn khác trong một cuộc khủng hoảng khu vực đang ngày càng tồi tệ hơn. Theo kênh CNN của Mỹ, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 30 tháng 9 đã phát động giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công chống Hezbollah bằng cái mà lực lượng phòng vệ Israel gọi là chiến dịch trên bộ hạn chế vào Liban, bất chấp nhiều tuần yêu cầu kiềm chế từ Washington và những lời kêu gọi quen thuộc và bị bác bỏ về việc hạ nhiệt căng thẳng. Điều này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng chúng ta nên ngừng bắn ngay bây giờ. Khi được hỏi ông biết gì về các cuộc đột kích trước đây của lực lượng đặc nhiệm Israel vào miền nam Liban, phát biểu của Tổng thống Biden chỉ làm nổi bật thêm hố sâu ngăn cách giữa Mỹ và Israel vào ngày Thủ tướng Netanyahu phát biểu với người dân Iran trên sóng phát thanh rằng không nơi nào ở Trung Đông mà Israel không thể tiếp cận được. Việc thiếu gắn kết ngày càng gia tăng trùng với giai đoạn cuối của cuộc tranh cử đầy căng thẳng tại Mỹ. Không gian để Tổng thống Biden xoay sở bị hạn chế nếu ông muốn tránh làm trầm trọng thêm tác động chính trị trong nước từ cuộc chiến tranh ở Trung Đông, một yếu tố mà Thủ tướng Netanyahu, một chính trị gia lão luyện chắc chắn hiểu rõ. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, phần lớn vẫn trung thành với đường lối của chính quyền Biden, bất chấp những bình luận trước đó cho rằng bà có thể sẽ có lập trường cứng rắn hơn một chút đối với Thủ tướng Netanyahu, trong khi nhấn mạnh đến hoàn cảnh khốn khổ của thường dân tại Palestine.
sự bất lực của Mỹ và việc lần tới của Israel đã lặp đi lặp lại kể từ cuộc đột kích của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, dẫn đến cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và nỗ lực gần đây hơn nhằm tiêu diệt Hezbollah ở Liban. CNN cho rằng chính phủ Israel thường hành động trước rồi mới tham khảo ý kiến Mỹ sau, ngay cả khi hành động của Tel Aviv chắc chắn sẽ làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ và làm gia tăng nỗi lo sợ rằng Washington sẽ bị kéo vào một cuộc chiến tranh khu vực thảm khốc. Đại tá về hưu Cedric Layton, nhà phân tích quân sự của CNN cho biết, các cuộc thảo luận giữa những quan chức Israel và Mỹ trước khi lực lượng phòng vệ Israel dự kiến tiến vào miền Nam Liban là khá căng thẳng. Điều quan trọng là Israel về cơ bản đã cố tình không thông báo cho Mỹ về các chi tiết trong hoạt động của họ. Cách tiếp cận này của Israel thường khiến chính quyền Biden có vẻ như là một khán giả hơn là một người điều khiển cuộc chơi, điều mà một siêu cường như Mỹ từng làm. Nhiều tháng ngoại giao con thoi mệt mỏi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hầu như không mang lại kết quả gì. Đây không chỉ là vấn đề gây bối rối về mặt ngoại giao. Mỗi lần chính quyền Mỹ bị Israel phớt lờ đều gây ra hậu quả cho uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Vị thế của Mỹ không chỉ bị thách thức bởi các đối thủ, mà ngay cả các đồng minh cũng bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng duy trì sức ảnh hưởng của Washington trong những cuộc xung đột quốc tế phức tạp. Nhưng với Thủ tướng Netanyahu, người đứng đầu một liên minh cánh hữu mạnh mẽ, việc mở rộng cuộc chiến sang Liban có thể giúp ông duy trì sự ủng hộ trong nước, đặc biệt từ các nhóm cực hữu, ngay cả khi điều này khiến mối quan hệ với Mỹ căng thẳng hơn. Ông biết rằng trong bối cảnh chính trị phức tạp của Mỹ, Tổng thống Biden sẽ khó có thể thực hiện các biện pháp trừng phạt mạnh tay với Israel mà không phải đối mặt với những hậu quả chính trị nghiêm trọng tại quê nhà. Như vậy, cuộc xung đột giữa Israel và các nhóm dân quân ở Liban và Gaza đang làm nổi bật sự bất lực ngày càng tăng của Mỹ trong việc kiểm soát các đồng minh và giữ vững ảnh hưởng tại Trung Đông. Dù vậy, là một siêu cường toàn cầu, Mỹ đang dần mất khả năng kiểm soát các cuộc khủng hoảng khu vực, một phần có thể là do các yếu tố chính trị trong nước. Sáng ngày 2 tháng 10, Pháp tuyên bố sẽ gửi thêm nguồn lực quân sự tới Trung Đông để đối phó với điều họ coi là mối đe dọa từ Iran và triệu tập họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào chiều cùng ngày, theo giờ New York, sau khi Iran phóng loạt tên lửa vào Israel. Trong lúc đó, Trung Quốc sơ tán công dân khỏi Liban để đề phòng chiến sự. Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra thông tin trên liên quan đến Iran sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Peyrot và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để phối hợp với các nỗ lực ngoại giao. Tuần trước đó, Pháp và Mỹ đã cố gắng đảm bảo lệnh ngừng bắn tạm thời ở Liban chỉ vài giờ trước khi Israel tiến hành các cuộc không kích ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết cũng sẽ sớm tổ chức một hội nghị ủng hộ Liban và đã cử Bộ trưởng Ngoại giao đến khu vực để phối hợp tìm kiếm các sáng kiến ngoại giao nhằm giảm căng thẳng. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9, Pháp đã triển khai một tàu sân bay trực thăng đến Trung Đông để chuẩn bị cho trường hợp có lệnh sơ tán. Cùng ngày 2 tháng 10, 146 công dân Trung Quốc và 5 thành viên gia đình có quốc tịch nước ngoài ở Liban đã về đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc an toàn trên chuyến bay thuê bao của hãng Air China. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiện tại tất cả các công dân Trung Quốc có ý muốn sơ tán đều đã rời khỏi Liban một cách an toàn. Trước đó vào ngày 1 tháng 10, dưới sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Liban và SIP, đợt người Hoa đầu tiên tại Liban với 149 người đã rời khỏi nước này và thuận lợi nhập cảnh vào SIP bằng đường biển. Do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, các hãng hàng không đã hủy các chuyến bay và biên giới đất liền bị phong tỏa. Những Hoa Kiều bị mắc kẹt ở Liban không thể rời khỏi nước này một cách an toàn. Việc hỗ trợ của cơ quan ngoại giao mang đến sự an toàn và thuận lợi hơn cho những Hoa Kiều có mong muốn rời khỏi đây. Liên quan đến tình hình ở Liban, tại buổi họp báo diễn ra ngày 29 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc lo lắng về tình hình căng thẳng khu vực leo thang. Trung Quốc phản đối các hành vi vi phạm chủ quyền của Liban, phản đối và lên án mọi hành động gây tổn hại cho người dân vô tội, phản đối các động thái làm gia tăng xung đột và làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan, đặc biệt là Israel, thực hiện các biện pháp lập tức hạ nhiệt tình hình, ngăn chặn xung đột lan rộng hoặc vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo người phát ngôn, căng thẳng giữa Liban và Israel là biểu hiện lan rộng của cuộc xung đột ở dải Gaza. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sớm chấm dứt xung đột ở Gaza và bảo vệ hòa bình, ổn định ở Trung Đông. Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen, Yahya Sareh cho biết, ngày 2 tháng 10, lực lượng này tấn công nhằm vào các vị trí quân sự sâu trong lãnh thổ Israel bằng rocket Quds 5. Hiện chưa có thông báo của quân đội Israel về vụ phóng rocket từ Yemen. Ông Sareh cũng tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Israel cho đến khi cuộc xung đột tại Gaza và Liban chấm dứt. Cuối tuần qua, Israel cũng tuyên bố tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, cách Israel hơn 2.000 km, để đáp trả việc nhóm vũ trang
nhiều lần phóng tên lửa nhằm vào nước này. Đợt tập kích của quân đội Israel diễn ra sau khi Houthi vào ngày 28 tháng 9 phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay Ben Gurion thuộc miền trung Israel, gần thời điểm máy bay chở Thủ tướng Benjamin Netanyahu tới đây. Phòng không Israel tuyên bố bắn hạ quả đạn bên ngoài biên giới nước này. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi bắt đầu thực hiện các vụ tấn công tàu thuyền qua lại Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm thể hiện sự đoàn kết với Palestine trong cuộc xung đột ở dải Gaza. Các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của nhóm này đã làm gián đoạn giao thông hàng hải ở Biển Đỏ, kéo theo các cuộc tấn công đáp trả của Mỹ và Anh nhằm vào lực lượng trên. Trước đợt tấn công bằng tên lửa dồn dập từ Iran nhằm vào Israel trong ngày 1 tháng 10, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã phóng khoảng chục tên lửa đánh chặn, hỗ trợ bảo vệ đồng minh Trung Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Pat Ryder, từ chối tiết lộ loại vũ khí nào được các tàu khu trục Kohl và Bunkley sử dụng, hoặc liệu các tên lửa này có đánh chặn thành công hay không. Dẫn lời Thiếu tướng Ryder, trang Defense News đưa tin hoạt động đánh chặn diễn ra khi cả hai tàu đều ở phía đông Địa Trung Hải. Cuộc tấn công quy mô lớn trực tiếp bằng tên lửa ngày 1 tháng 10 là cuộc tấn công thứ hai của Iran trong năm nay vào lãnh thổ Israel và một lần nữa đe dọa đến việc châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Một tương lai ảm đạm mà Mỹ cùng các nhà hòa giải đã nỗ lực ngăn chặn kể từ khi lực lượng vũ trang Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thiếu tướng Ryder nêu rõ, các báo cáo ban đầu cho thấy Israel đã đánh chặn phần lớn các tên lửa đang bay tới và chỉ gây thiệt hại rất ít trên mặt đất. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đánh giá, đòn phản ứng lần này của Iran là thất bại và không hiệu quả, nhưng cảnh báo động thái cũng đánh dấu sự leo thang đáng kể. Cố vấn Sullivan nhấn mạnh, trước mắt, kết quả này thể hiện sự chuyên nghiệp của IDF, nhưng phần lớn là nhờ vào sự phối hợp khéo léo của quân đội Mỹ và kế hoạch chung tỉ mỉ để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Phản ứng trước đợt tấn công mới nhất của Iran, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel và ra lệnh cho Lầu Năm Góc hỗ trợ phòng thủ Israel chống lại mọi cuộc tấn công trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thảo luận với người đồng cấp Israel về cuộc tấn công và hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra sau đó đối với Iran. Người phát ngôn Ryder không giải thích thêm về những hậu quả đó sẽ là gì, cũng như liệu Mỹ có hỗ trợ Israel tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran hay không. Cuộc tấn công của Iran diễn ra một tuần sau khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah ở Liban. Cuộc tấn công ở Beirut tiếp theo là các hoạt động quân sự mà Israel tiến hành qua biên giới, đã làm leo thang một cuộc xung đột đang bùng nổ ở Liban. Về phần mình, Mỹ đã tăng cường lực lượng đến Trung Đông để giúp bảo vệ Israel và lực lượng của mình. Tuần qua, Washington đã điều thêm 3 phi đội máy bay chiến đấu, bao gồm F-15, F-16 và A-10 tới Trung Đông, tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu trong Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã ra lệnh cho tàu sân bay Abraham Lincoln ở lại khu vực này như một thành trì phản ứng trước một cuộc tấn công rộng lớn hơn. Một tàu sân bay khác là Harry Truman cũng đang trên đường đến Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ. Theo Lầu Năm Góc, các chỉ đạo mới về điều động quân sẽ bổ sung thêm vài nghìn binh sĩ so với 40.000 quân hiện có trực thuộc CENTCOM. Mỹ khẳng định rằng sự gia tăng lực lượng đã giúp ngăn chặn một cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực, bất chấp các cuộc tấn công gần đây. Hiện tại, lực lượng Mỹ cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn từ các lực lượng thân Iran trong khu vực. Trước đó, lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã phát động một cuộc tấn công phức tạp bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình vào các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ. Các quan chức cho biết không có tàu nào bị tấn công và không có thủy thủ nào bị thương. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!